Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội khiến 4 người tử vong. Tối hôm 16 tháng 6 vừa qua, một vụ cháy xảy ra ở phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến 4 người tử vong. Khoảng 18 giờ 22 phút cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, công an đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàng Kiếm, cảnh sát 113 với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp chữa cháy đến khoảng 19 giờ 30 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể. Giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.